Ê, rõ ràng mọi người thấy không, mình bị ăn hiếp rõ ràng luôn. Đánh như con không đẻ luôn. À mà thật là con không đẻ thiệt. Ok. Có một sự tra tấn không hề nhẹ ở đây. Bạn muốn mua robot giá rẻ và uy tín thì có thể đến với shop robotviet.com, cũng như là trải nghiệm những vòng quay thật là thú vị luôn. Và nếu mà bạn nào muốn cày thuê thì có thể ghé với shop rolovn.com nhé. Hello mọi người, mình là Mai Vương đây. Và ngày hôm qua mình vừa mới ra một cái video bảo là có thể là mình sẽ không ra video trong nhiều ngày, mà tại sao ngày hôm nay mình lại ra video? Thì tại vì có một cái vật phẩm nó đang giảm giá, cho nên là mình sẽ quay video trên điện thoại cũ vẫn được nha. Chứ khi nào mà đi vào game ấy thì nó bị lắc thôi, không thể làm được thôi. Chứ mà còn những cái vật phẩm ở ngoài trên web này kia thì mình vẫn có thể là review được. Thì vật phẩm giảm giá 19% đó chính là cái khẩu trang hình pizza này. Theo như mình nhớ là nó bị upsell hay sao ấy. Và cũng rất có khả năng là khi mà cái này nó mở bán giảm giá, hiện tại là giá hiện tại là 49 Robux, có thể là nó sẽ upsell hoặc là tăng giá lên. Cái thời gian mà nó giảm giá là từ ngày 15 tháng 4 cho tới ngày 9 tháng 5. Với cái giá này chỉ có hai phương án thôi. Một là tới cái thời điểm đó thì nó sẽ upsell, hay là nó sẽ tăng cái giá lên so với cái giá hiện tại này. Thì bạn nào mà có sở thích thích cái pizza này thì có thể là mua nó với giá 49 rupee ở thời điểm hiện tại này nha. Và cũng nhân đây thì các bạn nhìn như thế này này, có bạn nào thích ăn pizza không? Riêng mình thì mình rất là thích pizza luôn, mình rất là thích ăn, đặc biệt là dạng pizza mà đế dày á. Mình khoái ăn cái phần đế bánh, cái phần bột ấy chấm với tương cà ăn rất là ngon luôn. Và các bạn có thể là try on thử coi coi đẹp không, tức là mặc thử coi đẹp không. Của mình thì mặc như thế này này, mặc dù là mình thích ăn pizza nhưng mà cái này nó mình nghĩ là nó không phù hợp với cái outfit của mình, cho nên là mình không có mua. Còn bạn nào thích thì các bạn có thể mua, hãy thử trước rồi hãy mua sau nhé, hãy cân nhắc điều đó. Và cái bên Discord nông trại gà và mây á, có một cái con bot nó thông báo về những cái vật phẩm mà được rò rỉ ra từ Roblox nha. Thì đây là những cái vật phẩm mà nó được rò rỉ vào lúc khoảng 2 giờ mấy chiều đấy, mọi người thấy không? Mình không biết là cái này nó có sẽ nằm trong sự kiện không nữa, hay là nó bán bằng Robux, thì thời gian sau này sẽ trả lời thôi. Sẵn tiện đây thì mình sẽ review cho các bạn xem luôn cái trùng dịch của mình. Nói là trùng dịch chứ thật ra là ngỗng nó nhiều hơn. Thì nhiều khi mà mình quay clip á là các bạn nghe tiếng như cái âm thanh như thế này nè đó. Thì đây chính là hung thủ nè. Đấy. Hiện tại thì chuồng dịch chỉ còn tầm 4 con dịch sim thôi, với một con gà trống cũng như là 2, 4, 6, 7 con ngỗng. 7 con ngỗng. Bạn thấy không? Công nhận âm thanh nó sống động ghê. À đúng rồi, mình sẽ cho các bạn xem luôn nha. Ở đây này. Đây là con bìm bịp nè, ba mình nuôi hai con. Con bên đây á, con bên trái đây nó sẽ hung dữ hơn con bên phải đấy. À, thì tạm gác lại cái vấn đề là con mấy con vịt mấy con ngỗng đi. Mình vào trong game này mình định là sẽ nói với các bạn là cái lý do, không phải cái lý do mà là cái tình trạng điện thoại của mình như thế nào rồi. Cái xong rồi mấy bạn này bảo là mình hàng pha ke, gọi gọi xúm lại xuống lại đánh mình nữa. Hơi nồi thật à. Ơi, đấy rõ ràng mọi người thấy không, mình bị ăn hiếp rõ ràng luôn. Đánh như con không đẻ luôn. À mà thật là con không đẻ thiệt. Ok. Có một sự tra tấn không hề nhẹ ở đây. Thôi kệ đi, bây giờ mấy bạn này muốn làm gì cũng được, cũng đánh con nhân vật gì mình cũng được. Thì cái vấn đề mình nói là cái điện thoại của mình khi mà đem ra bảo trì thì nó có đưa một cái phiếu, nó đưa ra một cái phiếu ghi cái tình trạng là bị âm ảnh cũng như là bị bể camera sau. Camera sau bị bể là do hồi gần Tết á, mình bị mình không phải mình bị, mình làm rớt cái điện thoại cho nên là nó bị nứt camera sau. Thì cái đó không thành, cái đó là lỗi của mình. Còn về cái vấn đề màn hình là bị âm ảnh, mà âm ảnh là gì thì các bạn chắc lên Google đi. Nói chung là nó bị hằng cái vết lên đó, như là cái video trước mình đã review cho các bạn xem rồi. Sợ quá, chèo chèo lên đây đã.
Và nhanh nhất thì có thể là ngày mai, còn muộn nhất thì có thể là 3 ngày. Nó không như mình tưởng tượng là 10 đến 15 ngày. Tại vì hôm qua là mình có đi thế giới di động thì người ta bảo là nhanh nhất là 15 ngày. Mình nghe quảng quá trời luôn. Xong rồi cái anh nhân viên nó thấy mình quảng, cái ổng mới nói là thôi, cái tiệm trung tâm bảo hành Samsung nó gần đây thì thôi chị lại đó đi. Đó thì ngày hôm qua là mình đã có lên. Ồ, ngày hôm nay chứ, ngày hôm nay mình lại chỗ bảo hành, trung tâm bảo hành ấy. Thì người ta bảo là nhanh nhất là 3 ngày. Thấy cũng đỡ. Trời ơi, nếu mà ngưng game nửa tháng thì không biết sống sao luôn á mọi người. Từ từ. Ok, đứng được rồi. Đỉnh của chớp. Đấy. Những cái game mà nó nhẹ như thế này nè, tức là nó khá là đơn giản như thế này thì điện thoại cũ của mình vào được, nó không bị lắc. Nhưng mà còn những cái tựa game mà kiểu giống như nhiều người vô á, trời ơi là nó lắc không di chuyển được luôn. Sao mình thấy nghi ngờ, chứ mình bị đe dọa bởi bạn này quá à. Đấy đấy đấy. Không còn gì để nói. Cũng một phần mà mình có thể là có động lực để làm tiếp video là bởi vì cái comment này. Hình như có nhiều bạn là xem video của mình là chủ yếu là nghe giọng nói hay sao ấy. Có một điều như thế này là trời, cho mình giọng nói nhưng mà không cho mình giọng hát. Mình hát rất là dở luôn. Thì nói chung là mình đã thông báo cho các bạn là có một cái vật phẩm miễn phí thì các bạn có thể là mua nó. Cũng như là tình trạng điện thoại của mình thì có thể là sẽ được trả về và 2-3 ngày sau. À, khi mà mình nói về cái tình trạng cái màn hình của mình như thế thì cái anh bên bảo trì ở bên bảo hành á, người ta bảo là có thể sau khi thay xong thì tình trạng đó vẫn sẽ bị lặp lại một lần nữa. Chịu thôi, mình xài hãng Samsung thì nó phải chịu như thế thôi. Cũng như là cái video trước mình nói là bảo hành, nhưng mà cái phát âm của mình nhanh quá nghe như bảo hành. Nhưng mà nói chung thì mình nói là từ bảo hành nha mọi người. Điện thoại mình phải đi bảo hành đấy. Và cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video này. Cảm ơn các bạn nha. Và có những thông tin gì mới thì mình sẽ làm video tiếp theo trên cái điện thoại cũ. Ok, bye bye.